Chào bác, chào tất cả anh em đã quay trở với kênh YouTube nhà em. Tiếp tục lên sóng mẫu sản phẩm Lake Antic A31 Plus, một mẫu lọc xì số giúp đỡ cho bác anh em chơi gia đình nghe nhạc hiệu quả và tốt hơn. Đương nhiên rồi, mẫu sập lọc xì này hiện nay bên em đang bán với mức giá rất ưu đãi cho anh em khách hàng 1.700.000 đồng, một con lọc xì số đến từ nhà phân phối Lake Antic. Dòng sản phẩm này thì bên em đã bán đi cho rất nhiều anh em khách hàng rồi và đánh giá rất cao với mẫu sản phẩm này, nên là bên em cũng đã quyết định nhập thêm lô hàng mẫu nữa để phục vụ các bác anh em chơi phòng hát gia đình với tính chất âm thanh số. Hình thức giao diện thì Lake Antic A31 Pro có một giao diện hết sức là đẹp mắt cho anh em với phiên bản màu đen, có giải đèn led, đèn mưa cho anh em chơi phòng hát gia đình, có một thiết kế giao diện đẹp mắt như này chắc chắn rồi. Điểm đầu tiên sẽ đem đến cho phòng hát gia đình anh em là sự chuyên nghiệp, thứ hai nữa là hình thức đẹp sẽ cảm thấy bắt mắt khi chúng ta sử dụng với mẫu lọc xì số Lake A31 Plus Pro này. Dòng lọc xì số Lake A31 Pro có các tính năng để anh em căn chỉnh bằng cơ và bằng phần mềm đều được. Phần lớn anh em nếu như muốn thao tác bằng cơ đơn giản lắm, chỉ có hai phím volume để các bác mấy em sử dụng. Thao tác bằng cơ rất đơn giản, từ 20kHz để các bác mấy em căn chỉnh chi tiết giải bát, giải trung, giải chép. Và khi anh em sử dụng hay khi anh em đã lưu được những cái phần mà các bác căn chỉnh sao nó hợp lý rồi, các bác lưu lại giúp em phần nút saver ở đây và ấn hai lần nó sẽ ra cái mode các bác mấy em đã căn chỉnh bằng cơ, và anh em có thể tự điều chỉnh, tự phối những bản nhạc tông nhạc của các bác mấy em ưa thích. Và đương nhiên việc sử dụng lọc xì số trong phòng hát gia đình chắc chắn là một cái điểm hài lòng với anh em khách hàng. Khi các bác đã căn chỉnh được rồi, các bác muốn gọi cái mode đi ra thì các bác gọi lúc em một lúc Z can ấy, hoặc là anh em có thể nhấn vào Invite để thấy sự khác biệt khi các bác và em sử dụng qua lọc xì số. Bây giờ em cùng các bác trải nghiệm một chút chất lượng âm thanh đến từ mẫu sản phẩm Lexo A31 Pro các bác nhé. Anh em lưu ý hãy sử dụng tai nghe và trong quá trình test em sẽ ấn rất nhiều lần vào nút Invite. Ở đây em đã căn chỉnh trước về cái giải bát trung chép rồi, nên là khi em ấn vào earbud sẽ được đẩy tiếng nhạc lên cao. Anh em lưu ý hãy sử dụng tai nghe để nghe được chất âm chi tiết nhất từ bộ sản phẩm Lexo A31 Pro anh em nhé. Về tính chất lượng âm thanh của một sản phẩm Lexo A31 Pro đúng không ạ? Và dòng này thì thực sự là khi em ấn vào Inbass thì các bác đã thấy tiếng nhạc nó được thay đổi rõ nét không? Từ giải bass đánh ra nó tốt này, giải lời nghe nó sáng, nó cao hơn, giải chép nghe có vẻ nó đồng điệu hơn khi chúng ta sở hữu cho mình một con Lexo A31 Pro trong phòng hát gia đình. Và điều đầu tiên nó sẽ mang lại cho anh em đó là sự khoan khoái khi chúng ta nghe những tông bản nhạc các bác yêu thích, và các bác có thể tự căn chỉnh chi tiết và rất dễ dàng với mẫu lọc xì số này. Tuy rằng là mẫu lọc xì số, một vài anh em có thể nghĩ là lọc xì số thì căn chỉnh bằng phần mềm thôi chứ căn chỉnh bằng cơ thì không căn chỉnh được, nhưng mà không, các bác nhá, nhầm rồi. Với Lake Antic EQ A31 Pro là một dòng lọc xì số nhưng anh em thao tác chi tiết căn chỉnh được bằng cơ. Vậy nên đây sẽ là một mẫu lọc xì rất là đáng chơi trong hóa gia đình các bác và anh em. Để muốn cải thiện hơn về tiếng chất lượng nhạc thì đừng bỏ qua mẫu Lexo A31 Pro. Bên cả cùng audio đang bán với mức giá 1.700.000 đồng, trong đó bao ship toàn quốc, hàng chuẩn nhập khẩu loại 1 và có trách nhiệm bảo hành đến tới 1 năm bên cả cùng audio rồi. Các bác nhận hàng được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và hy vọng là mỗi mẫu sản phẩm Lexo A31 Pro sẽ đem đến cho hóa gia đình các bác và anh em một sự chuyên nghiệp và tiếng chất lượng âm thanh bay bổng sôi động hơn. Video em Tùng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và em khách hàng đã quan tâm cho ủng hộ kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.